kiểu đinh đang khi mà ngâm ấy thì nó màu vàng như này, mấy vàng óng như mật ong, rất là thơm. Cứ nào người nó mệt mỏi một chút ấy, hay là nó bị tụt huyết áp hay là đi nắng về người nó mệt mỏi thì chỉ cần làm một viên kiểu đinh đan như thế này thôi, ăn chỉ khoảng 5 phút thôi là nó lại tỉnh người các bạn. Kiểu đinh đan chế thì nó lên mặt các bạn, nó lên mặt như này, ăn thì rất là ngọt luôn, rất là ngọt và rất là thơm và rất là ngon. Nếu mà để ăn thì một ngày là có thể ăn hết một nửa cân kiểu ninh lan như thế này, một nửa cân thì nó như thế này, còn đây là 1 kg này, vút chân không các bác nhé, vút chân không hết rồi. Hay là người nó mệt mỏi một chút ấy thì làm 1 ly cái kiểu ninh đan ngâm này các bác này. Còn ai mà không uống được ấy, thì có thể là pha 1 ly kiểu ninh đan ngâm này thì bên này nửa ly nước ấm các bác nhé, nước ấm ấy, thì uống nó rất là dễ uống, giống như là cái nước mình đun lên vậy, rất là dễ uống, rất thơm và ngọt thôi. Nó rất là ngọt, rất là dễ dùng. Cái này thì đặc biệt nó rất tốt cho các bác nam giới, những ai mà các bác bị cần nó mềm, cần nó cứng thì được. Các bác uống vào thì chỉ 1 hôm 2 hôm là nó có tác dụng ngay, rất là tốt. Nhưng mà không dám uống nhiều, uống nhiều thì sợ cần nó lại căng quá thì lại đi đi tinh thì mệt các bác ạ.